quỷ thì ở đâu cũng có, sao ở Nhật Bản lại hết sức đặc biệt? Nhiều người Nhật đến nay vẫn tin vào ma quỷ, bởi theo họ, chúng hoàn toàn có thật. Và thật theo nghĩa, chúng chiếm cứ một vị trí trong sử sách và văn chương gọi là văn hóa Urei. Và trong tiếng Nhật thì Urei có nghĩa là ma, được dùng để chỉ linh hồn của người chết. Họ không thể hoặc là không muốn rũ bỏ sợi dây vướng bận với trần gian. Urei bị thôi thúc bởi những cảm xúc mãnh liệt, vượt tầm kiểm soát, dẫn đến mức tự hình thành sinh mệnh cho mình như là phẫn nộ, bi thương, hy sinh, thù hận, hay đơn giản chỉ là niềm tin rằng mình vẫn còn sống. Những hồn ma oán giận và mong muốn báo thù, khác với hồn ma ở phương Tây, thường chỉ xuất hiện trong dịp Halloween hoặc ở các khu nhà cổ và có một chung một định dạng là ma. Thì Urei ở Nhật Bản tương đối đa dạng và được kể lại theo kinh nghiệm dân gian hàng nghìn năm của người dân xứ Phủ Tang và hầu hết dựa trên những câu chuyện có thật được ghi chép lại trong sử sách. Và có thể kể đến một vài Urei rất phổ biến như là Oiga, một đại diện tiêu biểu chính là Sadako trong tiểu thuyết kinh dị của phim Ringu The Ring, Okiku, Osuyu, phu nhân Rukuro và búp bê Okiku. Urei ở Nhật Bản thì có rất nhiều tính chất, nhưng chắc chắn thân thiện không phải là từ đầu tiên được nhắc đến. Urei nổi tiếng nhất tính đến là những hồn ma giận dữ, và rất nhiều trong số đó là hoặc đã từng là phụ nữ. Và những chuyện ma được nhiều người biết đến thường là về phản bội hay là báo thù. Và thời xưa thì phụ nữ có địa vị thấp kém hơn nam giới, khiến cho họ dễ dàng trở thành mục tiêu cho đủ một loại hành vi sai trái như là lừa lọc, phản bội và giết hại. Người phụ nữ càng tận tụy và trung thành thì oan hồn của họ càng mạnh mẽ và càng mong muốn gây đau khổ cho những kẻ hành hạ. Và tóm lại thì ý nghĩa của Urei chính là báo thù. Sự khác biệt về Urei và Yokai, nếu như các nước phương Tây thường hay đánh đồng ma quỷ với các sinh vật bị ám hoặc là các sinh vật siêu nhiên khác, thì ở Nhật Bản chia ra thành hai thuật ngữ rất rõ ràng, đó chính là Urei và Yokai. Yokai có thể hiểu nôm na là các loài yêu quái hay là những tạo vật huyền thoại bước ra từ chuyện dân gian hay là cổ tích, và nói cách khác là sự nhân cách hóa của các bản thân các hiện tượng và nỗ lực gắn tên cho những sự việc không thể giải thích. Còn Urei thì lại là linh hồn của con người, một mình nó có thể gây ra đủ loại hiện tượng và tự tạo ra các tiếng động ghê rợn, đến những hình ảnh khiếp đảm cho đến tấn công trực tiếp. Và để dễ hiểu hơn thì Urei là ai đó, còn Yokai là thứ gì đó. Urei là một danh từ cụ thể, còn Yokai là khái niệm tương đối rộng. Một đặc điểm khác biệt cần phải nhắc đến nữa là Yokai có thể xuất hiện với điệu bộ và hình tượng tinh nghịch, đáng yêu như trong các hàng loạt các manga, anime và phim ảnh của Nhật Bản như là Pompoko, Yokai Watch, Kết Giới Sư hay là Bách Quỷ Dạ Hành. Nhưng Urei sẽ xuất hiện rất nhiều trong các bức tranh cổ và không bao giờ dùng để trang hoàng nhà cửa, cũng như luôn luôn được nhắc đến trong các bộ phim kinh dị. Và đến tận bây giờ, chúng vẫn gieo rắc trong lòng Nhật Bản một nỗi sợ khiếp đảm không thể lý giải nổi. Văn hóa Urei, nét độc đáo khiến ma quỷ trở nên đặc biệt hơn. Urei đã đi vào sâu vào trong nền văn hóa của Nhật Bản trong suốt nhiều thế kỷ qua, từ trước khi có cuộc cách mạng công nghiệp xuất hiện TV, điện thoại và Internet, thì người Nhật từng tìm cách giải trí cho nhau nghe về những câu chuyện về Urei. Thậm chí thì sau đó hoạt động này còn hình thành nên những trò chơi rất nguy hiểm. Và vào những đêm hè oi bức, một đám bạn sẽ tụ tập lại và hù dọa nhau bằng những chuyện ma cho đến khi mặt trời mọc. Trò chơi này có tên gọi là Hiyaku Monogatari, hay còn gọi là Bách Vật Ngữ, thường sẽ trở nên rất ghê rợn sau khi câu chuyện thứ 100 được kể ra và cây nến thứ 100 được thổi tắt. Ngoài ra, vì Urei hình thành từ linh hồn của những người được cho là có thật trong lịch sử nên được ghi chép tương đối nhiều trong sách vở, và một số tác phẩm văn học và giải trí xuất hiện thuộc hàng đầu Nhật Bản thường là chuyện ma. Ví dụ như gần đây, bất cứ người dân Nhật nào cũng đã từng nghe qua về Oiga trong Yosuya Kaidan, chuyện kinh dị của Yosuya, hay là nghe về Okiku, hồn ma đến từ đĩa Genji Monogatari, chuyện kể của Genji. Và các tác phẩm chuyện kinh dị của Nhật Bản như là Ringo, Yuon đều được chuyển thể thành phim và tạo ra tiếng vang rất lớn ở Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới, đến mức các nhà phim của Hollywood cũng phải mua bản quyền và làm lại các phim này.
Urey Ecthech là cuốn sách ghi chép và tổng hợp dựa trên rất nhiều năm nghiên cứu về 39 hồn ma rất đáng sợ, các trò chơi dân gian và nhiều địa điểm ma ám rùng rợn ở Nhật Bản. Và cuốn sách này được chia làm 7 chương, lần lượt giới thiệu các ma nữ nổi tiếng, những câu chuyện về các linh hồn giận dữ, những hồn ma ôm nỗi bi thương và tuyệt vọng, các địa điểm ma ám đáng sợ nhất ở Nhật Bản, rồi tất cả các trò chơi tiếp xúc với thế giới linh hồn, ở một số trường hợp gặp ma nổi tiếng, và cuối cùng là viễn cảnh làm sao để linh hồn của chúng ta không trở thành Urey. Yokai, những tư tưởng mê tín được nhân cách hóa. Yokai trong tiếng Nhật được viết bằng ký tự, có nghĩa là thế giới khác và kỳ quái. Thường được dịch theo nhiều cách, từ quỷ đến ma, rồi yêu tinh hay là bóng ma. Tuy nhiên thì những cách dịch này đều chưa hoàn toàn chính xác và máy móc, và chẳng khác nào dịch sushi thành cơm cá sống, ikigai thành mục đích sống. Yokai đơn giản chỉ là yokai, là những sinh vật thần thoại siêu nhiên, từng có mặt trong chuyện cổ tích và chuyện kể dân gian của Nhật Bản suốt bao thế hệ qua. Và ngày nay ta có thể thấy chúng trong cuốn sách cuộn, bình phong, tranh các gỗ và một số loại hình nghệ thuật của Nhật Bản truyền thống. Và trong suốt nhiều thế kỷ, chúng đã rình rập rừng núi, đồng ruộng, sông ngòi và bờ biển của Nhật Bản. Một số có hình dạng động vật, một số mang lốt của con người, một số khác vốn là những đồ vật vô tri vô giác nhưng đã sở hữu hình hài có trí khôn. Một số là hình tượng nhân cách hóa của các hiện tượng tự nhiên. Một số được cho là có ích, tuy có phần nghịch ngợm nhưng nhát như cái. Một số khác lại cực kỳ nguy hiểm, luôn xuất hiện khi tắt đèn và trở thành nỗi sợ hãi của biết bao nhiêu con người khi trời tối. Chúng có thể là thiên cẩu quạ, mặt chim hình người, thiên cẩu mũi dài, tenyu, da đỏ mũi lớn, hay là hà đồng kappa, miệng mỏ chim mai rùa sống dưới nước, hay là cái điều nuôi vốn được coi là điềm báo của rủi ro và bệnh tật. Và cũng có thể những loài yokai khác như là hài cốt khổng lồ, nhện đất, noparapo, kẻ không mặt, hay băng nữ. Hầu hết sự việc kỳ quái xảy ra xung quanh cuộc sống của con người đều có thể giải thích bằng sự xuất hiện của loài yêu quái yokai. Có thể nói rằng yokai đại diện cho nỗ lực tưởng tượng phong phú của con người nhằm gắn ý nghĩa và tính hợp lý cho một thế giới hỗn loạn và không thể lường trước và có thể giải thích được. Chúng là thứ rình rập trong màn đêm, hiện thân cho nỗi sợ hãi và cho số phận của chúng ta. Yokai về cơ bản là những tư tưởng mê tín được nhân cách hóa. Yokai hoành hành trên khắp trang sách văn học hay là manga. Thời đại hoàng kim của yokai vào khoảng đầu đến giữa năm 1800, ngay trước khi Nhật Bản mở cửa đối phương Tây và bắt đầu hiện đại hóa. Sau khi được mài giũa bởi bao thế hệ người kể chuyện, yokai dần dần được nhào nặn thành hình trong những trang sách, tranh khắc gỗ, sách cuộn hay là tượng. Và thời ấy người lớn say mê tìm đọc các cuốn truyện kể về cuộc gặp gỡ với các yokai, trẻ con thì sưu tập các thẻ bài hình vẽ của yokai. Và khi Nhật Bản bắt đầu công nghiệp hóa và có nền giáo dục tiên tiến hơn thì yokai bắt đầu biến mất khỏi ý thức của người dân xuống phủ tang. Nhưng yokai chưa bao giờ chết. Khi những đèn công nghiệp không bao giờ tắt ở khắp các đô thị của Nhật Bản thì yokai bắt đầu hoành hành trên khắp trang sách văn học, manga và phim ảnh của Nhật Bản. Và những cuốn sách tập hợp các chuyện kể nhân gian về yokai ở Nhật Bản có thể kể đến như là Tono Mogogatari, tạm dịch là chuyện kể ở Tono, Quái đàm, chuyện yêu quái và dị chủng ở Nhật Bản, hay là cuốn Yokai Attack, từ điển yêu quái. Rất nhiều các yokai đã được khai thác và trở thành các nhân vật truyện tranh đình đám như là Yeye no Kitaro của Mizuki Seguro, hay là Inuyasha, huyền dạ xoa của Takahashi Rumiko, Hotarubi no Morie, khu rừng đom đóm của Natsumi Eguchi, hay là Nurahyung no Mago, hậu duệ của Noriahyung của Hiroshi Shibashi, với đoàn bắt quỷ dạ hành ở Edo, Natsume Book a Friend of Midorikawa Yuki, hay là Kekakashi Kết giới sư của Yellow Tanabe. Và rất nhiều nhân vật giống yokai từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết của Haruki Murakami có thể đến là người cừu bí ẩn trong cuộc săn cừu hoang, nhân vật Yakimukuro Maden trong xứ sở diệu kỳ tàn bạo và trốn tận cùng của thế giới, vốn là một sinh vật rất giống kappa nhưng có nền văn hóa riêng và sống dưới cống nước thải của Tokyo, căm ghét loài người và ăn đồ hư thối và uống cả nước bẩn. Yokai cũng xuất hiện rất nhiều trong phim ảnh của Nhật Bản, đặc biệt là các bộ phim hoạt hình.
Nhiều tác phẩm nổi tiếng của hãng Ghibli đều có các nhân vật yokai là Pompoko, những chú gấu mèo được gọi là Tanuki, có khả năng biến hình, đội lốt người hoặc là đồ vật. Một trong những chiến dịch dọa người dân và đàn gấu mèo đã biến thành các loài yokai khác nhau và diễu hành ở khắp các đường phố. Spirits Away dù không hề được gọi thẳng là yokai, nhưng có rất nhiều sinh vật thần thoại kỳ lạ xuất hiện trong bộ phim này. Kể cả các nhân vật Totoro trong My Neighbor is Totoro cũng có thể coi là một dạng yokai. Và ngoài ra còn có hàng trăm nghìn các yokai góp mặt trong bộ phim Rogue's Yokai War của đạo diễn Mike Takahashi với tạo hình kỳ dị do người thật đóng. Yokai Attack, bí kíp thoát hiểm khi đụng độ yêu quái. Tập hợp những hiểu biết thông thường về yokai trong nền văn hóa của Nhật Bản thì hai tác giả Hiroko Yoda và Matt An đã ra mắt cuốn sách Yokai Attack, từ điển yêu quái với hơn 50 loài yokai rất phổ biến. Và cuốn sách được dựa trên những ghi chép về các cuộc đụng chạm với các yokai và các tranh khắc gỗ Nhật Bản tiêu biểu và tranh minh họa trong thư viện quốc hội của Tokyo. Và trong yêu quái học Nhật Bản truyền thống thì yokai được phân loại theo nơi chúng thường xuất hiện. Nhưng để dễ hiểu cho người đọc mới bắt đầu khám phá về yokai thì hai tác giả chia các loài theo tính cách của chúng. Thứ nhất là nhóm quái thú hung tàn, là những loại yokai không ai muốn gặp phải trong các ngõ tối và cả ngõ sáng. Nhóm khẩu vị nặng tập hợp những yokai có thói quen ăn uống khác thường. Và nhóm hàng xóm khó ưa là loại quấy rối điển hình tại các hội gia đình. Nhóm điệu đà và độc địa sẽ quyến rũ con mồi bằng dáng vẻ thanh mảnh yếu đuối và sự cuốn hút xác thịt. Còn nhóm lũ nhát như cái thì sẽ là những loài yokai sợ con người và cả con người cũng rất sợ chúng. Và chúng ta có thể coi Yokai Attack là bí kíp cấp tốc giúp người đọc tìm hiểu về những loài quái thú dị truyền thống của Nhật Bản. Và độc giả có thể nhận biết các loài yokai từ đặc điểm, hình dáng, nơi cư trú, các đòn tấn công và cách thoát hiểm khi đụng độ chúng, cho đến những câu chuyện hết sức thú vị xung quanh mảnh ghép văn hóa đặc sắc ở Nhật Bản.